Xin chào các bạn. Sáng nay ở sân bay Nội Bài có một chiếc máy bay đặc biệt đến hạ cánh. Một chiếc máy bay 4 động cơ với đuôi lớn hình chữ T, kiểu dáng đặc trưng của máy bay vận tải quân sự. Tuy nhiên đây là một phiên bản được sử dụng cho mục đích dân sự. Đây là một chiếc IL-76TD-90VD được sử dụng bởi hãng hàng không vận tải của Nga Volga Dnieper. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp chiếc máy bay này hạ cánh ban ngày ở sân bay Nội Bài. Và tất nhiên không bỏ qua cơ hội để ghi hình nó. Đây có thể coi là loại máy bay vận tải lớn và hiện đại nhất được sản xuất hoàn toàn bởi người Nga. Còn hãng Antonov, nơi sản xuất ra các chiếc máy bay vận tải khổng lồ từ thời Liên Xô thì bây giờ thuộc về Ukraine. Tuy nhiên hãng Volga Dnieper cũng là hãng sở hữu nhiều chiếc máy bay vận tải khổng lồ Antonov An-124 nhất thế giới. Có thể thấy cánh của chiếc IL-76 đang kéo theo hai giải lụa không khí, trông rất đẹp. Bây giờ mời các bạn cùng quan sát pha hạ cánh của chiếc máy bay vận tải quân sự độc đáo đến từ nước Nga. Một chiếc máy bay khá hiếm gặp ở sân bay Nội Bài. Chiếc IL-76TD-90VD đã hạ cánh xuống đường băng 11 trái của sân bay Nội Bài. Bây giờ mình sẽ tua chậm pha hạ cánh của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay đặc trưng của người Nga đang bay ngang qua một chiếc nón lá và một cây chuối, có thể coi là các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Còn đây là hình ảnh được quay từ camera góc rộng. Có thể thấy chiếc IL-76 đang bay ngang qua cánh đồng lúa của sân bay Nội Bài vừa mới được cấy xong. Sau khi hạ cánh thì chiếc IL-76TD-90VD đang được xe Folomica dẫn đường vào bãi đỗ bên dưới nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Phiên bản IL-76 này sử dụng động cơ kiểu mới PS-90. Loại động cơ cũng được sử dụng trên các chiếc IL-96. Động cơ này sử dụng cơ chế đảo ngược chiều lực đẩy theo kiểu trượt vỏ, giống như nhiều loại động cơ hiện đại khác. Thay vì cơ chế dạng vỏ sò như động cơ D-30 trên các chiếc IL-76 kiểu cũ, chiếc máy bay này cũng được trang bị một phần buồng lái kính với các màn hình đa chức năng và hai bộ điều khiển và hiển thị đa chức năng MCDU. Chiếc máy bay này có thể chở được tối đa 60 tấn hàng hóa và đạt được tầm bay 4.000 km. Và nếu chỉ chở 52 tấn thì nó đạt được tầm bay 5.000 km. Ngoài ra thì khoang chở hàng của chiếc máy bay này có kích thước rất lớn, cộng với cửa vào hàng lớn ở phía sau thì nó thích hợp để vận chuyển các loại hàng hóa có kích thước quá khổ.
Nó có thể vận chuyển đồng thời cả hai chiếc máy bay trực thăng hạng trung cỡ Mi-8, Mi-17. Như vậy, chiếc máy bay này phù hợp cả với mục đích vận tải dân sự lẫn quân sự. Nếu Việt Nam sở hữu chiếc máy bay này thì có thể vận chuyển hầu hết trang thiết bị quân sự bằng đường hàng không, kể cả xe tăng T-90. Bây giờ chiếc IL-76 TD-90VD đang tiến vào bãi đỗ bên dưới nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.